Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây, và chúng ta đang ở chợ phiên cây Long Biên. Và giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay kênh Yêu Cây được giao lưu với anh Vinh, chủ tịch tập đoàn Triệu Điền. Và đây là một cái tác phẩm anh Vinh vừa mới lại giao lưu với anh em ở đây. Em chào anh ạ. Chào em nhé. Dạ, anh. Chào thợ nhé. Dạ, anh ơi, hôm nay may mắn quá em được giao lưu với anh tại chợ cây này. Thì em có một số nội dung của cộng đồng Yêu Cây muốn giao lưu và hỏi anh. Anh ơi, qua cái ống kính của kênh Yêu Cây, em rất muốn anh chia sẻ về cái nội dung về cái chợ phiên của Long Biên mình ạ. Cái nội dung này là như lần trước mình đã nói, hoặc là kênh chính thống của tập đoàn cũng đã nói rất rõ. Dạ. Thứ nhất là cái chợ ấy, nó có cái hay là tất cả những cái phiên ấy, đều có cây mới và quy tụ là tất cả những cái người mà người ta thường xuyên đi mua bán để đến, thì nó thành cái chợ. Đó là nhất. Thứ hai là nhu cầu của cư dân địa phương ở đây thì nó cũng rất là nhiều, nên mà mình muốn thành cái thói quen ấy, là mình có tâm lý của người Việt Nam là thích mua cái gì là thường thường là vào chợ. Vâng. Đấy, vào chợ thì nó sẽ có được nhiều sự lựa chọn. À. Mà đúng như cá nhân như mình khi đi vào chợ thì đúng là có nhiều sự lựa chọn thật. Thì hy vọng rằng là cái chợ này về lâu dài nó sẽ là cái trung tâm giao dịch, giao lưu, mua bán của tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc. Dạ. Anh ơi, thế thì cái chợ phiên của mình hoạt động về thời gian và địa điểm như nào anh nhỉ? Tạm thời thì là để cho nó thành cái thói quen. Vâng. Thói quen thì mình đang để cái khu vực như thọ biết là đường Trần Văn Trà này, cả cái tiếng này là sẽ là chợ. Nhưng về lâu dài là chợ nó sẽ nằm trong nội khu. Vâng. Đấy, để nội khu, nhưng mà nếu mà bây giờ mình làm trong nội khu thì là mọi người sẽ không biết. Vâng. Nó sẽ không biết là nội khu là chỗ nào cả. Vâng. Bởi vì nó xa dân cư. Vâng. Nhưng mà khi mà mọi người đã thành thói quen là thứ bảy chủ nhật là mặc định là nó có chợ rồi. Vâng. Thì là vào nội khu, thì vì sao mà vào nội khu? Thứ nhất là ở đây là an toàn giao thông các thứ ấy, nếu mà về lâu dài mà đông thì nó sẽ không đảm bảo về an toàn giao thông. Vâng. Thứ nhất. Thứ hai nữa là văn minh đô thị. Vâng. Các cái đô thị, đặc biệt là đô thị Long Biên là đô thị sinh thái, thì mọi thứ nó phải ngang nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Vâng. Thì cái việc họp chợ là cổ vũ. Vâng. Nhưng nó phải vào đúng vị trí. Vâng. Đấy, và nó sẽ được nhiều yếu tố. Vâng. Cả về an toàn giao thông, cả về văn minh và cả về sạch đẹp nữa. À. Đấy, hôm nay thông qua chia sẻ của anh Vinh thì kênh Yêu Cây mới nắm được, tức là sau này, tức là bây giờ gọi là tạo thói quen cho anh em đi chợ cũng như là khách hàng biết là cái khu nhà mình đây. Đúng rồi. Là có một cái chợ phiên vào thứ bảy chủ nhật, đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. À, thế anh ơi, thì từ cái hôm mình triển lãm anh, là mình ra đời cái tuyến phố chuyên doanh hoa và cây cảnh Long Biên. Thế anh ơi, ngoài cái những cái ngày vị thứ bảy chủ nhật là chợ phiên rồi, thì cái nội khu của cái tuyến phố chuyên doanh hoa và cây cảnh của mình hoạt động nào anh? Thật ra là chợ thì chỉ vào thứ bảy chủ nhật. Vâng. Và nó chỉ là cái món ăn kèm thôi. À, ăn còn kèm thật ra là nội khu thì nó được cố định, ví dụ như thọ tí nữa thọ đi vào. Dạ, vâng. Nội khu là nó sẽ kéo dài mười mấy hecta, là gần như kín nhất anh em rồi. Dạ. Thì ở đây ngày nào cũng có giao dịch. Vâng. Và ngày nào cũng có khách hàng đến tham quan, giao lưu, mua bán. Vâng. Và ở trong đấy thì nó là mô hình mới là đẹp. Thì nếu mà không có chợ phiên thì hàng ngày trong nội khu nó cũng tấp nập người mà. Dạ. Đấy, nhưng thọ biết là bây giờ nhìn góc chéo chéo kia là cũng mấy xe cẩu đang làm. Vâng. Đấy, cũng làm liên tục để cho. Dạ. Nó không phải là nội khu này dần dần là nó thành trung tâm lớn nhất về ngành xuất nhập cảnh. Đang phấn đấu đến như vậy. Dạ. Anh ơi, thì em thì cũng là một thành viên ở trong nội khu ấy, thì biết là trong nội khu của mình thì hiện tại là đã anh em đã kín rồi, nhưng thời gian vừa rồi em vẫn thấy là anh em vẫn đăng ký và anh vẫn nhận anh em vào, thì hình như là mình có mở một cái khu nào mới nữa, đúng không anh? Tổng cái này của mình là nó có 3 giai đoạn. Dạ. Giai đoạn 1 là 8 hecta mà vừa rồi mình làm triển lãm ấy. Vâng. Giai đoạn 2 thì nối dài với giai đoạn 1 thì. Vâng. Nó 4,4 hecta.
À, tức là bên này là 8HA. Vâng. Là bay kín rồi đúng không anh? Đúng là kín rồi. Còn bây giờ chúng ta mở một khu mới là 4HA đúng không? Nối liền. Dạ, nối liền luôn. Ờ. Vâng. Đấy, giai đoạn 3 thì cái tiếng cái tiếng Việt Hưng ấy. Dạ vâng. Nối với tập đoàn ấy. Vâng. Là cái tiếng đấy thì sau này nó là Chiêng Hoa thôi. Ủa cái tuyến ấy đẹp anh. Ờ, cái tiếng dạ. Nó rất đẹp. Vâng. Ờ. À, thế tức là bây giờ chúng ta vẫn có thể tiếp tục về với lại chợ cây Long Biên được. Anh ơi, có một cái nội dung mà khán giả yêu cây rất là quan tâm, đó là thời gian vừa rồi từ cái ngày triển lãm đến tại thời điểm này thì cá nhân anh chủ tịch tập đoàn Triệu Điền đã đi ủng hộ anh em cây rất nhiều. Ví dụ như chúng ta đang đứng đây thì từ sáng đến bây giờ thì anh Vinh đã giao lưu với anh em 8 cây rồi mà gần như phiên chợ nào anh cũng mua như vậy. Thế thì anh cho em hỏi một câu tế nhị luôn, là anh mua cây theo cái nhu cầu thực sự của mình hay là anh giao lưu để ủng hộ phong trào? Thật ra là cả hai. À, cả hai đúng không? Bởi vì mình thì mình chơi cây làm cây anh em biết là cũng đã gần 20 năm rồi. Gần 20 năm. Mà tập đoàn thì là chuyên về cây. Vâng. Đương nhiên mình mua về thì là phục vụ các dự án của tập đoàn và phục vụ cho chính bản thân mình. Nếu bình thường là trước là mình cứ đi Nam Định hay đi Sài Gòn hay các thứ thỉnh thoảng chuyến công tác ấy, thì mình chúng mình mua, thì bây giờ gần như là mình không phải đi nữa. Bởi vì các anh em đã mang hết rồi, thì kể cả là bây giờ chưa phát sinh nhu cầu nhưng mà mình cứ mua dồn vào đấy, thì đến lúc mà công ty nó làm cái gì hoặc là mình biếu tặng bạn bè anh em đối tác của mình thì mình đã có sẵn rồi. Thì cái đấy nó rất là tốt cho tổng thể. Chứ không phải là mỗi cổ vũ không. Vâng. Mình mua thì cũng phục vụ cho chính mình mà phục vụ cho chính tập đoàn nữa. Anh có thể bật mí một chút thôi, một chút là một năm khoảng tập đoàn mình sẽ tiêu thụ khoảng bao nhiêu cái chi phí để cho cái khoảng cây của trong làng cây mình? Nói chung là nó rất lớn. Vâng. Trong đấy cái tùng nhật là chiếm doanh số nhiều nhất. Dạ. Cây bonsai nó rơi khoảng tầm 3 đến 50 tỷ. Tùy theo năm, có dạ. Những năm thì làm nhiều thì cái lượng cây nó tiêu tốn nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà thông thường ít nhất là mỗi năm ở tập đoàn thì mua vào dạ. Ít nhất là từ 30 đến 50 tỷ. Dạ. Ví dụ như là từ hôm cái triển lãm này cho đến hôm nay là mình đã mua mất gần 10 tỷ. Vâng. Tiền cây rồi, cũng gần 200 cây rồi. Dạ vâng. Đấy quý vị ơi, riêng tập đoàn Triệu Điền một năm tiêu thụ từ 30 đến 50 tỷ tiền cây bonsai. Đó là lý do mà trước đây anh Vinh có thể là phải đi rất nhiều vườn, nhiều chợ. Đúng để gom đủ số lượng đấy. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần mang cây về đây thì riêng tập đoàn Triệu Điền đã tiêu thụ khoảng 30 đến 50 tỷ. Em xin cảm ơn anh, chúc cho chợ cây Long Biên ngày càng phát triển. Hy vọng rằng là kênh Yêu Cây sẽ truyền tải được nhiều cái thông điệp hơn từ chợ cây Long Biên tới quý vị và các bạn. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh em truyền thông, đặc biệt cảm ơn Thọ. Dạ, luôn luôn đồng hành cùng Triệu Điền, đồng hành cùng tiếng phố chi dân hoa cây cảnh. Và chúc toàn bộ khán giả Yêu Cây một đầu tháng mới thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều cây đẹp để dạ. Làm cho không gian sống giữa mình sinh động hơn. Dạ, cảm ơn. Xin chào. Cảm ơn mọi người rất nhiều.